Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dị gò Sinativel. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về dị gò Sinativel cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của dị gò xin Dị gò xin Công dụng và chỉ định Suy tim cung lượng thấp, đặc biệt khi có dung nhĩ rối loạn nhịp trên thất, làm chậm nhịp hay chuyển nhịp dung nhĩ hay cùng nhĩ Lưu ý, suy tim cung lượng cao và suy tim có liên quan đến một sự cản trở cơ học hoặc suy tim do có bệnh tim phổi mạn tính không là đối tượng chỉ định của Digitalis Cách dùng Thuốc dùng đường uống Chống chỉ định Block nhĩ thất độ 2 và độ 3 không dùng máy Đang điều trị với Digitalis gặp hiện tượng tăng kích thích tâm thất hoặc được chỉ định calcium tiêm mạch Lưu ý, trường hợp ngoại tâm thu thất ở một bệnh nhân suy tim không dùng Digitalis không phải là chống chỉ định Nhịp nhanh và dung thất Dung nhĩ, phối hợp với hội chứng Wolf-Parkinson-White bệnh cơ tim tắc nghẽn. Tiêm hoặc truyền canxi đường tĩnh mạch ở bệnh nhân đang điều trị bằng Digitalis. Lưu ý khi sử dụng. Nhất thiết phải ngưng điều trị trong trường hợp tăng kích thích tâm thất do quá mẫn hay quá liều. Trước khi sốc điện nên ngưng dùng Digitalis hay các dẫn xuất, sốc điện chỉ được tiến hành sau thời hạn tương đương với 1 hay 2 thời gian bán hủy của chất glucoside được sử dụng. Do những trường hợp mà sự nhạy cảm với Digitalis và các dẫn xuất tăng, người lớn tuổi, giảm oxy mô do suy hô hấp, suy tuyến giáp, suy tim tiến triển, tăng canxi huyết, hạ kali huyết. Trong trường hợp suy gan hay thận. Lúc bắt đầu điều trị, nếu trong những ngày trước đó có sử dụng một thuốc digitalis khác. Theo dõi điện tâm đồ trong trường hợp block nhĩ thất độ 1. Tác dụng phụ. Các biểu hiện dị ứng ở da, ban xuất huyết giảm tiểu cầu và trứng vú to ở đàn ông. Rối loạn tiêu hóa buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, nhức đầu, chóng mặt và nhìn màu là những dấu hiệu đầu tiên của tình trạng quá liều. Trên điện tâm đồ, hình dạng lõm chén của đoạn ST là bình thường, nó biểu hiện sự ngấm digitalis chứ không phải tình trạng quá liều. Tương tác. Chung cho tất cả các digitalis, chống chỉ định phối hợp. Muối canxi đường tĩnh mạch, rối loạn nhịp nặng, thậm chí tử vong. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dị gò sinativel đồng thời biết cách sử dụng dị gò sinativel sao cho đúng và hiệu quả nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham